Tiếp theo chúng ta sẽ trao đổi tiếp về nhóm lệnh làm biến đổi đối tượng. Lần này thì nó nằm ở trong menu effect, coi như là một cái hiệu ứng để làm biến đổi đối tượng. Chúng ta cũng sẽ chọn một cái đối tượng nào đó để chúng ta làm biến đổi nó thông qua cái hệ thống effect này. Đây, tôi chọn một hình. Sau đó thì chúng ta vào menu effect. Trong menu effect thì chúng ta sẽ có một nhóm lệnh chuyên để làm biến đổi của đối tượng. Thì chúng ta có mấy lệnh như sau. Đó là lệnh free restore, lệnh bucket and blot, lệnh roll, lệnh transform, tweak, twist và jack. Đấy, bây giờ chúng ta làm quen lệnh đầu tiên, free restore. Khi chúng ta nhấn lệnh free restore thì một hộp thoại cùng tên được mở ra. Trong đó chúng ta sẽ nhìn thấy là nó được vẽ như là đường viền mà thôi, bao gồm cái đối tượng chính mà chúng ta đang muốn làm biến đổi và một cái hộp bao hình chữ nhật bao xung quanh. Và bây giờ chúng ta có thể làm biến đổi đối tượng bằng cách là trỏ vào trong cái phần preview này, các bạn bấm vào một trong bốn điểm điều khiển và các bạn kéo. Khi chúng ta kéo và chúng ta làm biến đổi cái khuôn mẫu này thì cái hình ở bên trong cũng sẽ bị biến đổi theo. Các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng là biến đổi như thế nào. Nếu ưng ý thì các bạn có thể nhấp OK để chấp nhận cái hiệu ứng biến đổi này gắn vào cho đối tượng. Nếu các bạn chưa hài lòng, các bạn có thể nhấn reset thì nó lại trả về khuôn dạng ban đầu, coi như chưa biến đổi gì cả, và các bạn lại tìm thử một phương án khác. Đó. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, còn nếu không thích thì cancel, thì bỏ đi. Đây, bây giờ coi như tôi biến đổi xong, nhấp OK thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta nó đã được biến đổi theo đúng cái khuôn mẫu mà chúng ta vừa mới áp dụng nó ở trong cái hộp thoại kia. Và cái này thì nó có cái hoạt động hơi khác một chút, các bạn quan sát ở đây. Đó là khi mà một đối tượng được biến đổi rồi thì lúc này chúng ta can thiệp thì chúng ta sẽ can thiệp ở đâu? Các bạn nhìn ở cái hệ thống Docker Palace ở phía bên sát lề bên tay phải của màn hình, và các bạn tìm tới cái biểu tượng là có một cái hình tròn và có đường viền đứt đoạn bao xung quanh đây, hay là chúng ta sẽ mở ra cái panel appearance. Khi tôi và các bạn mở cái menu appearance rộng ra như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái menu mà nó là một 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 cái panel mà nó báo cáo tất cả những cái gì mà liên quan tới cái đối tượng của chúng ta. Ví dụ như là nó thông báo về cái định dạng của cái này này. Đây là một path này, một đường này. Ở trong đó thì nó sẽ nêu cho chúng ta những cái thuộc tính chính. Ví dụ như stroke là đang có là màu đen này. Độ dày của nó là một point này. Đó. Opacity là để bình thường, tức là đục này. Fill thì chúng ta nhìn rõ ở đây là màu đỏ này. Đấy, opacity cũng là default là đục. Và quan trọng nhất đó là gì ạ? Các bạn nhìn ở đây, các bạn thấy là có một cái dòng chữ là free restore. Đấy chính là cái tên của cái effect mà đang được áp dụng cho cái đối tượng. Và phân biệt giữa các thuộc tính thông thường với lại cái hiệu ứng thì các bạn nhìn cái dòng nào mà có cái chữ fx này ở đây thì cái đấy chính là cái hiệu ứng effect được gán cho đối tượng. Và để làm việc thì chúng ta có mấy cách như thế này. Một là các bạn nhìn nó cũng có một cái gì đó hơi giống như là cửa sổ layer đó, và các bạn có thể bấm vào cái mắt. Khi các bạn bấm vào cái mắt này, coi như là các bạn tắt không cho cái hiệu ứng nó hiển thị, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đối tượng nguyên dạng như thế nào. Thực ra thì nó vẫn có hiệu ứng đúng không, chỉ có điều là tôi không cho hiệu ứng này nó hiển thị đấy. Thế và một cái nữa là chúng ta có thể là bấm vào cái chữ free restore này. Khi tôi bấm vào cái chữ free restore thì các bạn lại thấy là cái cửa sổ nó lại hiện ra, và chúng ta lại có quyền là điều chỉnh đó, chúng ta có quyền điều chỉnh lại để làm sao cho cái hình này nó vừa mắt hơn, nó phù hợp với lại yêu cầu hơn. Sau khi chỉnh xong chúng ta nhấp OK thì chúng ta sẽ thấy cái hình của chúng ta nó đã được điều chỉnh cập nhật như thế này. Thế và cuối cùng thì các bạn có quyền là gì đấy ạ? Bấm kéo cái free restore này, các bạn thả vào thùng rác này, chọn này, bấm vào biểu tượng thùng rác và các bạn xóa bỏ nó đi. Đó. Này.
Và như thế là chúng ta lại khôi phục lại cái nguyên dạng ban đầu của đối tượng. Như thế là về cái hiệu ứng effect với lại cái lệnh ở trong menu object là cái envelope distort, thì các bạn thấy là nó cũng có những cái điểm tương đồng nhất định. Đó là sau khi mà áp dụng rồi thì chúng ta vẫn có thể chỉnh lý chứ không phải là không. Thứ hai là sau khi áp dụng rồi thì chúng ta có thể tháo rỡ cái khuôn hình biến dạng đi hoặc là cái hiệu ứng biến dạng đi, và chúng ta lại trả cái đối tượng về cái nguyên gốc của nó. Thế nhưng mà nó khác nhau về cái vị trí thao tác đó, và cái nó có một điểm khác nữa, đó là trong trong cái phần mà menu object envelope distort thì các bạn có hai cái option. Một là tháo rỡ hoàn toàn cái sự biến dạng ra, bỏ cái khuôn ra, và hai là biến cả khuôn, cả cái đối tượng đang biến dạng đó thành một cái hình mới có cái dáng dấp giống như là cái mà chúng ta đang nhìn thấy. Tuy nhiên ở trong cái phần effect này thì các bạn lại có những cái option nó khác. Ví dụ như các bạn có thể tạm thời tắt bằng cách là tắt cái con mắt của cái effect đi để thấy lại hình dạng nguyên vẹn của đối tượng, hoặc là các bạn có quyền là tháo bỏ nó đi thôi, chứ các bạn không có cách nào mà biến cái đối tượng đang 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 có biến dạng đó thành một đối tượng mới có hình dạng như vậy, giống như là cái bên nhóm lệnh envelope distort. Đấy, nó vừa giống vừa khác một tí, và thao tác thì thằng này nó làm việc trong cái phần appearance. Các bạn lưu ý nhớ dụ nhớ rõ rõ cho tôi cái phần này, tức là những cái phần mà những cái đối tượng mà đã được làm bằng effect nhé, làm việc bằng effect thì luôn luôn chúng ta xử lý nó bằng cách là bấm vào cái appearance này để truy cập vào và để thay đổi sửa chữa, chứ đừng bao giờ đã áp một cái effect rồi sau đó thì lại vào effect để bấm vào nó lần nữa để mà điều chỉnh đấy, bởi vì thường như thế là nó sẽ làm treo máy của các bạn đấy. Nên cho nên các bạn chỉnh cho các bạn vào đúng menu appearance để các bạn thao tác cho tôi. Thế đấy là một trong các cái effect đó. Chúng ta xem tiếp đến trường hợp thứ hai, đó là Parker Envelope. Đây các bạn quan sát, bật preview lên khi đang ở trạng thái 0% như thế này, có nghĩa là đối tượng của chúng ta nó vẫn chưa có cái gì biến đổi cả, và các bạn có quyền là kéo sang phải để áp dụng cái biến dạng theo kiểu float, hoặc là các bạn kéo sang trái để áp dụng cái Parker. Các bạn kéo như thế này thì các bạn nhìn thấy là cái sự biến dạng của nó, hiệu ứng này nó sẽ ép ở các cạnh đấy và làm phình cái đối tượng ra ở các góc, và ngược lại cái này thì sao, thì nó lại ép vào từ các góc và làm cho các phần giữa của các cạnh là nó sẽ phình ra đấy. Nó hai cái nó hơi ngược nhau một chút đấy, và các bạn là thông qua cái phần preview này để quan sát cái sự biến đổi của đối tượng cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì chúng ta nhấp OK để chúng ta xác nhận sự biến đổi do cái hiệu ứng nó mang lại. Và tất nhiên cũng giống như vừa rồi mà chúng ta vừa mới nói, thì sau khi áp dụng xong thì đối tượng đó nó cũng được khai báo cái phần FX này ở trong cái cửa sổ Appearance, và các bạn không thích nữa thì các bạn có thể bấm chọn cái này và các bạn cho nó vào thùng rác thì nó lại trả đối tượng của chúng ta về nguyên gốc ban đầu. Đấy là dạng thứ hai. Dạng thứ ba thì sao? Dạng thứ ba thì chúng ta có một cái gọi là Rogan. Rogan này thì nó sẽ có mấy cái biến dạng như sau. Đây. Các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi có cái tính chất gọi là xé hoặc là làm biến đổi cái đường chu vi. Đây. Và các bạn có mấy con trượt, gồm con trượt size. Size càng lớn thì nó làm cho cái độ biên độ của cái đường biên mà nhô lên hụp xuống như thế này nó trở nên là sâu hơn và cao hơn đấy. Thế còn detail thì các bạn kéo con trượt sang bên phải, gia giảm các tham số càng lớn thì cái số lượng đường biến đổi này nó càng lớn, chúng ta kéo về trái thì số lượng nó ít đi. Và chúng ta còn có thêm những cái tùy chọn khác nữa, ví dụ như trong phần option size này thì các bạn thấy rằng là nó có hai cái tùy chọn, một tùy chọn là relative và một tùy chọn là absolute. Bình thường thì nó hay để mặc định là ở chế độ relative,
Còn nếu các bạn chọn Absolute thì nó cũng có biến đổi, nhưng lúc này thì cái biên độ của nó là nó giảm đi rất nhiều và nó chỉ bám dao động xung quanh cái đường chu vi gốc vốn có của cái hình gốc này thôi. Còn relative này thì nó có thể là nhô ra phía ngoài rất xa hoặc là thụt vào trong của đối tượng rất sâu. Thế còn trường hợp mà chúng ta có điều chỉnh cái tùy chọn ở phần point này thì chúng ta cũng có hai cái tùy chỉnh, một là smooth và hai là cong nhẹ. Nếu tôi để ở chế độ smooth thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái đường mà biến dạng này thì nó sẽ trở nên là mềm mại chứ nó không sắc nét. Còn nếu chúng ta để ở cong nhẹ thì nó sẽ sắc nhọn. Đấy, và cũng tương tự như những cái kia, nếu mà các bạn cảm thấy là hài lòng rồi thông qua cửa sổ preview, cái tùy chọn preview này các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì nhấp OK để xác nhận cái hiệu ứng áp vào cho đối tượng. Thế và như vậy là chúng ta đã làm quen thêm với lại một phần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với Twitch. Chúng ta sẽ làm việc với Twitch. Tại sao lại bỏ qua Transform? Bởi vì Transform thì nó không làm biến dạng đối tượng theo những cái kiểu mang tính hiệu ứng. Đó. Đây. Chúng ta chọn Twitch này. Đây, các bạn cùng quan sát. Bật Preview lên. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một số các cái biến dạng như sau. Phần Amount này thì các bạn thấy nó có hai cái trường là Horizontal và Vertical. Hiện tại thì đang để ở cái chế độ là 10% cả. Các bạn có thể tăng hay giảm cái này, và bằng cách tăng hay giảm thì nó sẽ làm biến dạng theo chiều ngang hoặc chiều dọc của đối tượng. Chúng ta cũng có một số các tùy chọn khác, ví dụ như phần Modify thì chúng ta sẽ có Entry Point này, In Control Point này, hoặc là Out Control Point. Bằng cách là bật hay là tắt các cái tùy chọn này thì các bạn cũng sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi tùy biến theo nhiều cách khác nhau. Đấy. Và nó cũng có những cái tùy chọn là relative hoặc là absolute giống như cái hộp thoại vừa rồi mà tôi vừa mới trao đổi. Hoàn toàn không có một quy tắc nào trong cái việc sử dụng này đâu nhé. Nó chỉ cung cấp cho chúng ta một cái phương án để mà làm biến đổi thôi. Thế còn biến đổi như thế nào thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta đang biến đổi đối tượng nào và với mục đích gì. Đấy. Thế còn tại sao lại biến đổi thì chúng ta quay trở lại về cái ý tưởng thiết kế của chúng ta. Đấy. Thông thường thì những cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra thì nó là những cái hình hài mà cũng tương đối quen thuộc với mọi người. Và tại sao chúng ta biến đổi nó? Chúng ta biến đổi nó thì thực chất là để tạo ra một cái sự khác biệt đi một tí. Tất cả mọi người vẽ đều tròn xoay cả. Tôi vẽ một cái gì đó nó vừa tròn nhưng nó lại không tròn hoàn toàn, hơi khác biệt một tí. Thì những cái việc như thế nó làm cho mắt người xem, người ta sẽ bị hút vào đấy, tạo ra một cái sự khác biệt nho nhỏ thôi. Đấy. Thì nó nằm hơi lệch ra khỏi khỏi một cái khuôn khổ mà mọi người vẫn quen thuộc ấy. Thì những cái đó mắt mọi người nhìn, người ta sẽ phát hiện ra rất nhanh rằng là cái này có phải không bình thường lắm. Thì đấy là một cái cách, một cái mẹo nhỏ thôi để cho làm tạo ra một cái sự khác biệt nho nhỏ, để tạo ra cái sự thu hút mắt người xem. Đấy. Hoặc là một cái chữ cũng vậy thôi, không nhất thiết là cái này. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái chữ. Đó. Một cái chữ thì bây giờ tôi áp dụng cái này vào. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Rất lạ đúng không ạ? Chữ thì tôi vẫn nhận ra là chữ A, nhưng mà do cái hiệu ứng tôi áp vào đây rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tạo ra một cái gì đó, nó cũng có cái sự biến đổi, trông nó cũng lạ mắt đi. Và thông qua cái cách như thế này thì chúng ta có thể làm cho người ta có một cái sự tò mò, có một cái sự lưu tâm vào một cái gì đó mà vừa giống như cái người ta biết mà lại vừa khác cái người ta biết vốn biết. Đấy. Thì đây là một cái thủ pháp nho nhỏ mà các bạn có thể áp dụng vào trong cái quá trình mà các bạn thiết kế, là làm biến đổi nhẹ thêm một chút cái đối tượng quen thuộc để người ta phải lưu tâm, người ta phải nhìn vào đấy. Đấy, thì cái cách dùng của nó cũng rất là dễ như đấy. Thế còn hiệu quả được thì nó phụ thuộc vào cái ý tưởng của chúng ta và những cái
thử nghiệm của chúng ta về mặt tham số. Ok, thế như vậy là cách làm thì nó cũng tương tự như là những cái kia thôi. Các bạn có thể tắt bật hoặc là có thể chỉnh sửa, hoặc các bạn có thể xóa cái này đi. Này, tôi lại xóa cái này đi. Và đây, phân biệt một chút, nếu các bạn trỏ trực tiếp vào nhé, nhìn không thế này thì không biết được, nhưng các bạn chỉ cần đặt trỏ chuột lên trên cái đối tượng thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái nguyên gốc của nó như thế nào. Đấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen tiếp với một cái phần lệnh nữa, đó là cái twist. Twist thì nó sẽ nghe tên thì chúng ta cũng sẽ hình dung ra thôi, đó là sự vặn xoắn này, vặn xoắn. Thế thì cái này thì bật preview lên thì chúng ta sẽ quan sát được là cái khi mà tham số chúng ta thay đổi thì cái đối tượng của chúng ta nó vặn xoắn đến độ như thế nào. Đấy. Và các bạn có thể gia giảm các tham số này sau khi mà đạt được yêu cầu rồi thì các bạn nhấp OK để chấp nhận cái sự biến đổi của nó thông qua cái hiệu ứng. Cái này thì vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ demo một chút là chúng ta thấy ngay thôi. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái lệnh cuối cùng ở trong nhóm này, là cái công cụ là zigzag, cái lệnh là zigzag. Hiệu ứng zigzag này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó làm tác động tới cái đường biên, đường chu vi của đối tượng, và nó tạo ra cái hình khớp khểnh răng cưa như thế này. Đấy. Và bằng cách là gia giảm các tham số thì các bạn cũng có thể là can thiệp vào cái hình này làm cho nó biến đổi nhiều hay ít. Đấy, các bạn có thể muốn làm cho nó giữ thì các bạn có thể làm ở chế độ relative, làm cho nó vừa phải thôi thì làm absolute. Đó. Mềm mại nữa thì chọn smooth. Đấy. Thế và cái phần size thì nó sẽ làm cho cái biên độ của cái đường biên này nó dao động cao hay thấp, sâu hay nông. Đấy. Thế còn rig per segment thì nó sẽ làm cho cái số lượng tăng nhiều tăng ít. Đấy. Ví dụ như thế thì nó sẽ tạo nên một cái sự khác biệt. Trong thực tế thì các bạn có thể làm thử một cái ví dụ nho nhỏ như thế này, đó. Ví dụ như là chúng ta vẽ một cây, muốn vẽ thử một cái gì đó áp dụng cái này đi. Chẳng hạn như vẽ một cây thông Noel chẳng hạn, đúng không? Các bạn có thể là sử dụng cái công cụ polygon này, các bạn là vẽ ra một hình tam giác này. Đây, đang lục giác này, chúng ta nhấn phím mũi tên xuống này, chúng ta giảm cái số lượng của cái cạnh này. Ví dụ như thế. Đây, một hình tam giác, tôi có thể tô màu xanh cho nó này. Đó. Thế còn bây giờ khi tôi áp dụng các cái hiệu ứng, chẳng hạn như là cái hiệu ứng distort transform, tôi chọn zigzag này. Đấy, thì các bạn thấy nó sẽ như thế này. Đó. Relative đi. Hay là chúng ta có thể rig per segment này, tham số này các bạn có thể là kéo cho nó lớn lên một tí chẳng hạn. Đấy thì vài cái như thế này. Với lại các cái tham số nó to nhỏ khác nhau thì chúng ta cũng có thể là vẽ ra một cái hình cây thông rất là đơn giản như thế này, đó. Đấy, xong rồi là các bạn là ví dụ như là các bạn có thể là đặt một cái hình ngôi sao lên nhân đỉnh này, đúng không nào? Đấy, ví dụ một ngôi sao chúng ta đặt nó lên đỉnh này, sau đó thì cái hình này chẳng hạn, các bạn có thể chọn shape này, vẽ ra cho tôi một vài cái hình này, chọn cái tô gì nhỉ, này tô này tôi chuyển này để ở chế độ radian này đấy, và các bạn có thể chọn cái công cụ này, các bạn đặt lệch các cái điểm ấy lên, các bạn làm vào đây một vài cái quả trang trí gì đấy, ví dụ như vậy đấy. Một cách thật là đơn giản thì chúng ta có thể là hình dung ra cách làm như thế. Thế còn cuối cùng thì chúng ta quay trở lại một cái vừa rồi mà chúng ta đang tạm gạt nó ra, đó là cái lệnh gì nhỉ, đó là cái phần là effect
distort transform. Thì đây chúng ta có một cái phần là transform. Tại sao tôi lại đề cập cái này sau cùng ở trong nhóm? Tại vì bản chất của nó thì nó cũng gọi là hiệu ứng, thì đây là một cái sự xếp đặt thôi, còn gọi nó là hiệu ứng thì có lẽ là nó cũng không được chính xác cho lắm. Tại vì là transform là cái gì? Transform là các thao tác mà cơ bản mà chúng ta vẫn làm, chúng ta đã giới thiệu mấy hôm trước rồi. Đó là gì? Khi tôi chọn một đối tượng thì các cái bounding box nó bao xung quanh cái đối tượng này, và chúng ta có thể can thiệp vào, ví dụ như là bấm vào gì đây ạ? Bấm vào các cái điểm điều khiển ở đây để có thể dịch ngang dịch dọc, đúng không? Thay đổi độ rộng, thay đổi độ cao độ thấp, thay đổi cả hai chiều đấy. Rồi tôi có thể là gì đây, quay, hoặc là tôi có thể kéo xiên, hoặc tôi có thể dịch chuyển đối tượng, vân vân. Thì đấy là những cái đối những cái thao tác mà chúng ta gọi là transform. Thế tuy nhiên là ở trong Illustrator thì các bạn nhìn thấy là cái cách làm việc của Illustrator thì nó rất là tỉ mẩn, và thường là nó sẽ đưa ra các công cụ cụ thể để mà mỗi một thao tác như thế này nó có một cái công cụ phụ trách. Ví dụ như là chúng ta thấy là có một loạt các công cụ như thế này, rotate đấy, muốn quay một góc độ bao nhiêu tôi nhấc nút vào đây và tôi có thể là điền một cái tham số rất là chính xác, quay 10 độ hay 15 độ hay 13 độ, đấy là thao tác quay, đúng không? Thế còn nếu mà tôi làm việc với lại thao tác là lật thì tôi lật như thế nào, lật trái lật phải lật trên lật dưới như thế nào. Ví dụ như là công cụ scale, tôi thu hay phóng cái đối tượng này là bao nhiêu phần trăm đấy, và còn có cả cái những cái lựa chọn ví dụ như là uniform hay non uniform để có thể là tăng tỷ lệ một chiều này hay giảm tỷ lệ chiều kia, hoặc là tăng giảm cả hai đấy, hoặc là những cái thao tác khác ví dụ như là dịch cái đối tượng đi một khoảng cách bao nhiêu đấy, hoặc là duplicate nhân bản của đối tượng. Thế tất cả những cái thứ đó ở trong Illustrator thì nó tách ra thường là thành những cái lệnh hoặc là những công cụ lẻ, công cụ nhỏ đấy, và thực hiện rất chính xác. Nhưng mà như thế thì chúng ta phải chuyển trong một cái chuỗi chẳng hạn, tôi muốn làm một cái gì đó là một chuỗi thao tác, thì tôi cứ làm xong một thao tác tôi lại phải chuyển một công cụ, chuyển một lệnh nào đó, thì nó mất rất nhiều cái chuyện là chọn công cụ hay là chuyển đổi cái lệnh. Thế thì cái phần bên effect này, phần transform thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái tổ hợp những cái thứ mà chúng ta vẫn làm ở trong trong các cái thao tác transform đó. Ví dụ như scale này đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chính là cái thằng này, đúng không? Move là chúng ta có thể move bằng cách là kéo cái đối tượng bằng con trỏ chuột, hoặc là chúng ta có thể dịch nó bằng phím mũi tên đó. Rồi rotate là quay, thì nó là cái công cụ trong nhóm này, đúng không? Đấy, reflect x hay là reflect y chính là cái công cụ lật ở đây, vân vân. Rồi copy thì trong một số các lệnh nó đều có copy, có nghĩa là tôi có thể làm một tổ hợp luôn, tôi có thể kéo cái thằng này lên thành một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm chiều dọc, bao nhiêu phần trăm chiều ngang, lật nó sang phải, lật nó sang trái, quay nó đi bao nhiêu độ. Nói tóm lại tôi có thể thực hiện một tổ hợp thao tác, sau đấy thì tôi chỉ làm có một thao tác thêm là gì đây, review xem đúng ý chưa và tôi nhấp ok. Thì tức là tôi thay vì việc là phải thay đổi vài cái công cụ và làm vài cái thao tác khác nhau, thì bây giờ tôi làm ở trong một nhóm lệnh thôi. Ví dụ tôi muốn là chiều này tăng lên thành 150%, chiều này thì vẫn giữ, đúng không? Tôi muốn dịch cái thằng này horizontal đi độ khoảng 100 point và tôi quay một góc là 13 độ, sau đó tôi lật theo cái chiều y, sau đó tôi copy thêm một bản nữa, ví dụ như thế. Thì đây tôi có thể nhìn thấy luôn là cái thao tác này nó như thế nào và nhấp ok là xong. Tức là chỉ làm một lần cho nhiều cái thao tác mang tính transform đó ở trong một điện thoại duy nhất đấy, thay vì việc là tôi phải lùng cùng tôi làm đến mấy cái công cụ liền và làm mấy lần liền mới xong, thì nó giúp chúng ta là gói gọn thao tác vào trong một lần đấy. Cái này gọi là hiệu ứng, có đúng không? Thực ra không đúng, trong trường hợp này thì thực ra không đúng, nó chỉ là transform thôi, nhưng nó cung cấp cho chúng ta một gói xử lý thay vì là làm việc nhiều lần với nhiều công cụ. Thì đấy là cái phương pháp nữa là để cho chúng ta có thể làm biến đổi cái đối tượng đấy. Nhưng mà lần này thì đấy nó được gọi là effect, nó được gọi là hiệu ứng.
Và bây giờ thì nhường lại thời gian cho các bạn để các bạn thử nghiệm một vòng đi.